Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 25. Sáng ngày 11 tháng 11 tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, hội nghị lần thứ 25 các nhà lãnh đạo kinh tế APEC đã khai mạc trọng thể. Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các nhà lãnh đạo và trưởng đoàn 21 nền kinh tế thành viên APEC, giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Christine Lagarde đã tham dự phiên họp kín đầu tiên với tư cách là khách mời của hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, 25 năm qua, thế giới và khu vực có những chuyển biến sâu sắc về kinh tế, quan hệ quốc tế và tương quan lực lượng. Song, với định hướng chiến lược là lấy hợp tác kinh tế làm nền tảng, xóa bỏ các rào cản đối với thương mại và đầu tư làm trọng tâm, chúng ta có thể hài lòng với những kết quả đạt được. APEC đã chứng tỏ tính năng động, khả năng thích ứng và chuyển đổi để trở thành diễn đàn kinh tế hàng đầu khu vực, động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế, thể hiện vai trò lãnh đạo trong việc xử lý các thách thức cấp bách toàn cầu. Các mục tiêu BOGO về mở cửa và tự do về thương mại và đầu tư, việc ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, các chiến lược, chương trình về tăng trưởng, kết nối đã trở thành định hướng dài hạn cho hoạt động của APEC, mở ra hàng trăm lĩnh vực hợp tác cụ thể. Trong đó có các vấn đề thương mại, đầu tư thế hệ mới đã và đang đáp ứng kịp thời những nhu cầu mới đặt ra trong kỷ nguyên số. Nhận định về tình hình thế giới, khu vực, Chủ tịch nước khẳng định, chúng ta đang chứng kiến những bước chuyển nhanh và phức tạp hơn so với dự báo. Tình hình an ninh, chính trị thế giới có nhiều bất ổn. Sau đúng 10 năm kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu, kinh tế thế giới đang trên đà phục hồi và tiếp tục điều chỉnh trước những biến đổi sâu sắc. Song, liên kết kinh tế ở khu vực đang gặp trở ngại do những bất định toàn cầu về thương mại tự do và mở. Mặc dù vậy, kinh tế thế giới đã khởi sắc hơn. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại nhiều cơ hội to lớn chưa từng có cho phát triển và đổi mới. Những thỏa thuận toàn cầu, nhất là chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030, có ý nghĩa lịch sử, định hướng dài hạn cho thúc đẩy hợp tác quốc tế vì phát triển bền vững. Bối cảnh đó đòi hỏi APEC phải khẳng định và phát huy vai trò tiên phong trong việc tìm kiếm các động lực mới cho tăng trưởng, thương mại và đầu tư kết nối, cũng như cách thức để người dân được thụ hưởng đồng đều từ quá trình toàn cầu hóa và liên kết kinh tế. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đóng góp vào việc tạo dựng khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, năng động, gắn kết và thịnh vượng. Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch nước, bà Christine Lagarde đã trình bày về tình hình và triển vọng kinh tế thế giới và khu vực và đưa ra những gợi ý chính sách về những động lực mới để châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục là đầu tàu của tăng trưởng và liên kết trong thời gian tới. Các nhà lãnh đạo kinh tế APEC chia sẻ nhiều ý kiến sâu sắc về tình hình khu vực và toàn cầu, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của bà Lagarde về các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác và nâng cao vai trò của diễn đàn. Tiếp đó, các nhà lãnh đạo kinh tế APEC đã tiến hành phiên họp kín đầu tiên về chủ đề tăng trưởng sáng tạo, phát triển bao trùm và việc làm bền vững. Chiều 11, các nhà lãnh đạo kinh tế APEC đã tiến hành phiên họp kín thứ hai về chủ đề các động lực mới cho thương mại, đầu tư và liên kết khu vực. Giữa hai phiên họp kín sẽ diễn ra tiệc ăn trưa làm việc về chủ đề vun đắp tương lai chung. Trong một diễn tiến khác,
sáng ngày 11 tháng 11, Phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Thị Hiền đã chủ trì chương trình Phu nhân các trưởng đoàn các nền kinh tế tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2017. Tham dự chương trình có Phu nhân trưởng đoàn các nền kinh tế thành viên APEC gồm Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Papua New Guinea, Peru, Singapore và Thái Lan. Các phu nhân bộ trưởng và trưởng cơ quan đại diện các nền kinh tế APEC tại Việt Nam. Sau khi đón các phu nhân tại quảng trường sông Hoài, thành phố Hội An, đoàn đã tham quan phố cổ Hội An, di sản văn hóa Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Các phu nhân đều rất ấn tượng với vẻ đẹp cổ kính, bình yên và mộc mạc của một không gian Việt Nam xưa, cũng như nghệ thuật kiến trúc Hội An vừa mang sắc thái dân tộc, vừa thể hiện sự giao lưu văn hóa Đông Tây. Ghé thăm làng lụa Hội An, các phu nhân được giới thiệu về nghề dệt lụa cổ truyền Việt Nam. Điểm nhấn trong chương trình nghệ thuật chào đón các phu nhân các nền kinh tế APEC tại đây là phần trình diễn áo dài, trang phục truyền thống của Việt Nam theo 3 phong cách: áo dài xưa, áo dài cận hiện đại, áo dài thổ cẩm, áo dài hiện đại. Các thiết kế lần lượt giới thiệu với các phu nhân về lịch sử phát triển của trang phục áo dài, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, mang đậm tính sáng tạo, sự ấn tượng, giàu tính thẩm mỹ và nét hiện đại trong một tinh thần và chất liệu đậm đà bản sắc Việt Nam. Các phu nhân đều bày tỏ xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu của Phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Thị Hiền và sự chân tình, mến khách của người dân Hội An, tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng nói riêng và người dân Việt Nam nói chung, và bày tỏ mong muốn được có dịp trở lại Việt Nam. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.